Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nơi những đứa trẻ biến mất không để lại dấu vết. Giờ đây tôi biết lý do tại sao. Tôi lớn lên ở một thị trấn cổ xưa nhỏ bé ở Maine mà hầu hết mọi người không nhận ra khi nghe tên. Đây là nơi mọi người đều quen biết nhau, nơi các con phố yên tĩnh sau khi màn đêm buông xuống và quá khứ lẩn khuất như một làn sương mù dày đặc không bao giờ tan biến. Tôi đã rời khỏi đó nhiều năm trước, nhưng vẫn thường nhớ về thị trấn ấy, đặc biệt là vào ban đêm khi giấc ngủ đến chậm. Có điều gì đó về bóng tối làm sống dậy những ký ức mà bạn cố quên nhưng không bao giờ thật sự thoát ra được. Khi còn là một đứa trẻ, thị trấn mang một bầu không khí kỳ lạ, gần như huyền bí. Thật khó để diễn đạt, nhưng có một cảm giác, một sự bất an sâu sắc mà tất cả chúng tôi đều cảm nhận được nhưng không ai nói ra. Người lớn gọi đó là mê tín, kiểu chuyện xảy ra ở mỗi thị trấn nhỏ. Nhưng chúng tôi, những đứa trẻ, thì biết rõ hơn. Chúng tôi nghe những câu chuyện, những lời thì thầm trong sân trường, những truyền thuyết từ anh chị lớn. Luôn luôn là những câu chuyện về những đứa trẻ biến mất, về những đứa trẻ đi lang thang và không bao giờ trở lại. Mọi chuyện bắt đầu với những điều nhỏ nhặt. Đồ chơi để trên hiên sẽ biến mất. Xe đạp bỏ quên trên vỉa hè sẽ không còn vào sáng hôm sau, ngay cả khi khóa vẫn còn. Các bậc phụ huynh thường cho đó là trò đùa hoặc việc làm của một tên trộm nhỏ. Nhưng bọn trẻ thì biết rõ hơn. Chúng tôi luôn biết. Lần đầu tiên tôi thực sự hiểu nỗi sợ hãi là khi một cậu bé trong lớp tôi, Jamie, biến mất. Chúng tôi đang học lớp 3 và Jamie là kiểu đứa trẻ ai cũng thích. Luôn cười đùa, luôn có một câu chuyện hài hước trên môi. Cậu là người đầu tiên dám thách ai đó vào cống, một nơi mà chúng tôi đều tránh xa. Cậu nói đã nghe thấy những tiếng gọi ở đó, rằng có điều gì đó đang gọi cậu. Không ai trong chúng tôi thật sự tin, nhưng chúng tôi cũng không muốn thử nghiệm. Một ngày nọ, Jamie không đến trường. Ban đầu, điều đó không có gì lạ. Trẻ em có thể ốm hoặc đi du lịch mà không báo trước. Nhưng khi một tuần trôi qua và Jamie vẫn không quay lại, người lớn bắt đầu lo lắng. Họ tìm kiếm khắp thị trấn, trong rừng, thậm chí đã xả một phần sông. Không có gì cả, nhưng không ai nói về cống thoát nước. Ngay cả khi ai đó tìm thấy chiếc giày thể thao của cậu bên rãnh mưa gần nhà máy giấy cũ, nơi có biển hiệu phai màu và cổng gì xét. Cảnh sát nói có lẽ nó đã trôi từ đâu đó, rằng nó không có nghĩa gì cả. Nhưng chúng tôi biết, sau Jamie, có nhiều trường hợp khác. Một cô gái từ con phố bên cạnh, cặp song sinh sống gần thư viện, một cậu bé nhỏ từ vùng ngoại ô mới bắt đầu học mẫu giáo. Từng người một biến mất và thị trấn trở nên yên tĩnh hơn, như thể cuộc sống đã bị hút ra khỏi đó. Tiếng cười của trẻ em phai nhạt, thay vào đó là những lời thì thầm của người lớn, giờ đây quá sợ hãi để cho chúng tôi ra ngoài tầm nhìn. Nhưng điều đó không quan trọng, khi có ai đó hoặc cái gì đó muốn bạn, nó sẽ tìm ra bạn. Tôi nhớ một đêm nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ. Tôi đang nửa ngủ nửa tỉnh khi nghe thấy nó, một giọng nói nhẹ nhàng và du dương như một bài hát du. Nó phát ra từ bên ngoài, từ hướng con phố. Tôi lén đến cửa sổ và nhìn qua rèm. Không có gì ở đó, chỉ là con phố trống vắng, chiếc đèn đường cũ vẫn nhấp nháy như mọi khi. Nhưng giọng nói không ngừng lại. Nó gọi tên tôi, ngọt ngào và hấp dẫn, như thể đang hứa hẹn điều gì tuyệt vời. Tôi muốn đi về phía đó, bước ra ngoài mưa và theo giọng nói đó đến bất kỳ nơi nào nó dẫn dắt. Nhưng tôi không làm. Tôi không biết tại sao, nhưng có điều gì trong tôi biết rõ hơn. Tôi treo trở lại giường và kéo chăn qua đầu, cố gắng chặn âm thanh lại. Cuối cùng, tôi đã ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy, đã là buổi sáng. Nhiều năm trôi qua, các vụ biến mất chậm lại, rồi dừng hẳn. Nhưng thị trấn không bao giờ còn như trước. Một số gia đình rời đi, không thể chịu đựng được nỗi đau mất mát. Những người khác ở lại, cố gắng quên đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng tôi, những người lớn lên ở đó, sống qua những điều đó, không bao giờ quên. Chúng tôi không thể. Giờ đây khi đã trưởng thành, tôi tránh xa những thị trấn nhỏ. Tôi tránh xa những cống thoát nước cũ và những tòa nhà bỏ hoang. Và tôi không bao giờ nghe theo những giọng nói lạ trong đêm. Nhưng thỉnh thoảng, khi nằm trên giường, chỉ vừa chạm tới giấc ngủ, tôi lại nghe thấy bài hát du đó. Và tôi nhớ. Tôi nhớ những đứa trẻ mất tích, những con phố tối tăm và thị trấn đã giữ bí mật của nó chặt chẽ, chôn sâu dưới bề mặt, chờ đợi ngày cần phải nuôi sống lại. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có ai khác nhớ,
liệu câu chuyện vẫn còn vương vấn trong tâm trí của những người đã rời đi. Nhưng tôi không hỏi, bởi vì có những điều tốt hơn nên quên đi. Hoặc ít nhất, đó là điều tôi tự nhủ khi đêm tối lấn tới. Và rồi có những quả bóng. Những quả bóng đỏ. Tôi từng thấy chúng đôi khi bay lơ lửng bên bờ sông hoặc mắc vào cành cây. Tôi luôn nghĩ chúng chỉ là đồ còn lại từ một bữa tiệc sinh nhật nào đó. Nhưng giờ đây nhìn lại, tôi không chắc lắm. Tôi vẫn thấy chúng trong giấc mơ, sáng rực và đỏ tươi, lặng lẽ trôi dọc những con phố trống vắng. Thật kỳ lạ. Làm sao một thứ tưởng chừng vô tội lại có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi đến vậy? Khoảng một tuần trước, tôi nhận được một bức thư trong hộp thư. Không có địa chỉ gửi lại, chỉ có tên tôi viết bằng nét chữ run rẩy, gần như của trẻ con. Bên trong là một bức ảnh mờ và đen trắng, như thể được chụp từ nhiều thập kỷ trước. Đó là bức ảnh một nhóm trẻ đứng trước thư viện cũ ở quê hương tôi, mỉm cười với máy ảnh. Nhưng có điều gì đó không đúng. Ở phía sau, ngay sau lưng những đứa trẻ, có một hình bóng. Một người đàn ông cao gầy trong bộ suit, khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối. Và dưới chân ông ta, một quả bóng đỏ. Tim tôi đập thình thịch khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, mồ hôi lạnh toát ra trên da. Tôi đã không nghĩ đến nơi đó nhiều năm, và giờ đây nó lại quay về ám ảnh tôi. Bức thư không kèm theo bất kỳ ghi chú hay lời giải thích nào, chỉ có hình ảnh ám ảnh đó. Tôi muốn vứt nó đi, muốn giả vờ như chưa từng thấy nó, nhưng có điều gì đó ngăn tôi lại. Thay vào đó, tôi đặt nó vào một ngăn kéo và cố gắng quên đi. Nhưng tôi không thể. Hai đêm trước, tôi nghe thấy giọng nói một lần nữa. Cùng một bài hát du nhẹ nhàng, trôi lơ lửng trong không khí như đã nhiều năm trước. Nhưng lần này, nó không ở bên ngoài cửa sổ. Nó ở trong nhà tôi, ngay ngoài cửa phòng ngủ. Tôi đứng bất động, quá sợ hãi để cử động. Khi giọng nói gọi tên tôi, lặp đi lặp lại, ngày càng lớn hơn. Khi cuối cùng tôi lấy hết can đảm mở cửa, không có gì ở đó. Chỉ là hành lang tối tăm, trống rỗng. Nhưng ngay bên ngoài phòng ngủ của tôi, có một quả bóng đỏ đang lắc lư nhẹ nhàng như thể vừa có ai đó thả nó ra. Lúc đó tôi biết rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, rằng cái gì đó đã ám ảnh thị trấn đó không quên tôi. Nó đã tìm ra tôi một lần nữa, và lần này nó sẽ không buông tha. Tối qua tôi đã đưa ra quyết định, tôi sẽ quay trở lại. Quay trở lại thị trấn đó, nơi mọi thứ bắt đầu. Tôi không biết mình sẽ tìm thấy điều gì, nhưng tôi không thể tiếp tục chạy trốn. Dù điều này là gì, nó đang đến tìm tôi, và nếu tôi muốn dừng nó lại, tôi cần phải đối mặt với nó. Tôi đã đặt vé cho chuyến bay đầu tiên vào sáng mai. Tôi chưa nói với ai về nơi tôi sẽ đi. Tôi không chắc mình sẽ trở lại. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn. Tôi không phải là người duy nhất mà nó tìm kiếm. Và nếu tôi không làm điều gì đó, nếu tôi không chấm dứt điều này, nó sẽ tiếp tục săn đuổi, tiếp tục nuôi sống cho đến khi không còn gì nữa. Vì vậy, nếu bạn nghe được podcast này, hãy cẩn thận. Hãy chú ý đến những dấu hiệu, những đứa trẻ mất tích, những giọng nói, những quả bóng. Và nếu bạn từng nghe thấy một bài hát ru vào ban đêm, đừng nghe theo, bất cứ điều gì bạn làm, đừng theo nó. Bởi vì một khi nó tìm ra bạn, nó sẽ không bao giờ buông tha.